mà bao nhiêu người khác, đàn anh tôi làm hết sức, bao nhiêu bạn bè của tôi chết ở trên mặt trận, không có, không có. Nhưng mà cái này vì cái cơ đồ, cái tiền đồ của quê hương, của dân tộc, phải nhớ như vậy. Không phải chuyện cũ, không phải chuyện đã qua. Nhưng mà mình không nên bỏ chuyện cũ đó qua, bởi vì nó là nền tảng để mình xây dựng cái tương lai trên đó. Build up on something already existed. Nhớ cái đó, mình có cái heritage. Bỏ cái heritage đó thì cứ đời này qua đời kia sẽ phải tiếp tục, sẽ phải làm lại hoài. Mình đừng làm lại. Mình để đó, mình xây lên, mình xây lên, mình xây lên, mình xây lên. Các cái bậc đã đi trước đó, chịu khó nằm xuống để cho con em mình nó đạp lên nó đi. Đừng có ngồi đó. Miệng thì nói tụi bay phải làm mà mình không chịu giao. Ở miệng thì nói tụi bay nghĩa là phải thay thế tao, mà tao cứ lằng chằng đó hoài. Tôi nói đó là tôi nói cho tôi nghe, Lê Châu Lộc nghe, 80 tuổi nghe. Tôi không có sợ ai mà rầy tôi hết. Là bởi vì tôi cũng nói cho tôi nghe để tôi nhắc rằng đừng có bao giờ mà mình gian dối với tuổi trẻ. Cho nên vì vậy đó, tôi nói một thí dụ thôi. Tôi được các cộng đồng ở dưới chỉ định ra năm 2006 làm tượng đài chiến sĩ. Một người trưởng thượng danh tiếng lắm mà tôi không nói tên, không dám ra. Tao ra nó đập chết. Người ta sao bao biểu ra cho lấy cho ông ra. Anh có cái thế. Ok, thì tôi cũng suy nghĩ tới luôn, cũng cười cho mình. Thế chó gì. Nhưng mà thôi. Quả thật nếu mình có cái thế, mình có bổn phận. Mình có cái ưu thế, mình phải có bổn phận. Cho nên tôi ra. Cũng búa rìu dữ lắm chứ. Nhưng mà tôi nói một điều. Tôi làm đây 1 năm, 2 năm, 3 năm, tôi giao cho tôi trẻ. Và trước khi tôi giao, tôi mời tôi trẻ tới. Tôi mời sinh viên tới, tôi mời thanh niên Phan Bộ Châu tới, tôi mời thanh niên Công Giáo tới, tôi mời tới. Và trong số các người đó, tôi mời những người đứng sau lưng tôi, tiếp tôi làm và học. Và tôi làm 2006, 2007, 2008. Luôn luôn có Nguyễn Minh Chí và Tổng hội Sinh viên Việt Nam đứng phía sau lưng tôi. Và năm 2009, Nguyễn Minh Chí thay thế. Minh Chí 45 tuổi. Anh có cái business ngon lành lắm. Nhưng mà đứng ra làm. Rồi cái ngày mà anh làm tổ chức một mình ở tượng đài chiến sĩ, ngày đó tôi ở Dallas. Sáng sớm hôm đó tôi bay ra Dallas, tối hôm đó anh làm. Tôi muốn nói với tất cả mọi người, nhất là các cụ già đứng lên mà dòm. Coi cái tuổi trẻ nó làm hay hơn Lê Châu Lộc nhiều lắm. Qua năm sau nó tiếp tục nó làm. Và năm nay cũng Nguyễn Mạnh Chí làm. Nhưng mà năm nay Nguyễn Mạnh Chí bắt đầu đưa vô cái đám thanh niên sinh viên đưa vô, để nó đứng ở trong cái ban chấp hành, chứ nó không có hỗ trợ nữa. Một chị phó ngoại vụ của Tổng hội Sinh viên Việt Nam Nam Cali hiện đang làm phó cho vị trí. Và có lẽ chí anh đừng xây dựng. Một thanh niên khác của Tinh Lành, một thanh niên khác của Phan Bộ Châu làm ở trong các cái ban. Thì có vấn đề, nó có một cái phương pháp để mình bắt đầu mình xây dựng cho nhau. Thế hệ trước đi tới, thế hệ sau đi lên nữa. Mỗi một thế hệ kéo nhau. Cũng giống như mình đua xe đạp vậy mà. Có người thay phiên nhau là lãnh đạo, do đó mình mới gia tốc được. Còn bằng không thì tối ngày cứ trở lại, cứ học hoài, chẳng bao giờ đi tới được. Vì vậy đó, thì tôi xin thưa, sẵn trả lời câu hỏi dài dòng, xin cáo lỗi. Để tôi muốn nói rằng, các bạn cứ làm, mít lòng lắm, nhưng mà đừng lo. Rồi ra các cụ, các cha, các anh, nếu có hiểu lầm sẽ hiểu. Mà không hiểu thì rồi ra các cụ cũng xuống lỗ à. Tôi xuống trước. Ok, cảm ơn. Nó có 2-3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là nó là làm xung quanh cả thế giới thì điều đó đúng. Tôi thấy có một cái trường hợp ở Kiev là thủ phủ của xứ Cộng hòa Ukraine. Những người ở đó toàn là những sinh viên, cựu sinh viên trước đây Hà Nội gửi đi. Cha chú không à. Tôi làm việc bên đó tôi biết mà. Tốt lành lắm, chả có sao hết. Nhưng mà nó dì mơ rì má bên Hà Nội khó chơi quá. Nhưng mà rất là tốt. Rồi mới đây mấy anh đã làm. Nhưng mà ngoài cái đó ra thì ở Tây Âu, ở Bắc Mỹ, ở Nhật, ở Úc Châu, Tân Tây Lan, đâu bắt đầu có, khi nào có cái cộng đồng người Việt tị nạn cái là bắt đầu có những cái buổi lễ như vậy. Thì cái hậu quả nó như thế nào?
Thì thưa anh, như anh hào hởi lắm là anh thấy là có một cái tượng đài xem đâu châu, thì tôi xin lỗi anh, tôi nói ngược lại, tôi không hào hởi. Là bởi vì làm cái tượng đài đó cũng phải đặng cẩn thận, mình muốn làm thì mình làm cho nó khôn ngoan. Mình làm một hồi nó sơ xuất cái té ra nó phản nghiệm anh, phê công tre. Cái chuyện mà xây tượng đài tổng thống Hồ Đình Diệm đó là một chuyện cá thể, mà xây ở đằng sau cái giường của mình nó thì kẹt quá, thấy không? Mà hơn nữa, chưa tới cái lúc mà mình làm cái đó. Cái lúc mà mình đang làm đây là cái lúc mình đang tranh đấu lấy cái chuyện Ngô Đình Diệm dựng lên là một biểu tượng để chiêu tương Hồ Chí Minh, chứ không phải làm đây để mà là định công chuộc tội. Chưa có đến cái lúc đó. Và hơn nữa, khi mà làm cái tượng đài như vậy hay là cải táng, tôi nói không nên để đó cho dân Việt Nam làm. Ngày nào mà như anh nói, mình trở lại cái đời sống tự do, người dân Việt Nam lúc bây giờ họ sẽ làm lấy, và họ làm với tất cả cái danh dự cần phải có cho ông đó. Mới đây cũng ở trên ở dưới tôi đó, thì cũng có một cái chương trình của anh chàng đó hô hào là ca tụng tổng thống này kia nọ, rồi thì hô hào quyên tiền để làm cái tượng đài cho tổng thống Ngô Đình Diệm. Bà con phản ứng kẹt lắm, cho nên sau rốt thì anh đó bỏ. Cũng may mà tôi mừng để anh đó anh hiểu rằng thì là cái chuyện này có chừng mình làm một hồi nó vướng mắc cái chuyện mà lầm lỗi trước đây đó. Quyên tiền lạc quyên làm tới làm lui, sơ sẩy tầm bảy tầm bạ, hư hết cả cái đại cuộc. Chính phủ lưu vong, chính phủ này, chính phủ kia, làm riết cái người Việt Nam mình mất hết cả tin tưởng. Cho nên mình phải làm hay là mình phải nói như thế nào để mình tạo lên cái sự hiểu biết, tạo nên cái sự hài hòa. Đừng khiêu khích, đừng khiêu khích, không biết lợi gì hết. Và nếu không phải mình làm, mình không có clip để mà làm thì đừng có làm. Và nếu mình có làm thì phải làm cho nó tới nơi tới chốn, phải có ủy ban. Nếu muốn xây cái tượng đài thì mới phải có plan ắc sông đàng vàng, đất nào ở đâu, huyện Lạc Quyên thì ai quản trị hay là bỏ một túi hết, rồi cất lên rồi đó, ai mà lo tu bổ bảo trì, ai mà lo làm, trời đất ơi, làm như chuyện giỡn không. Cho nên vì vậy đó, tôi không có nói ra, nhưng mà bà con ở dưới đó đã có những cái phản ứng. Ở trong cái số mà gọi là đồng bào thầm lặng đó, nhớ còn khôn lắm, đồng bào không có nói ra, nhưng mà đồng bào nhận biết cái chân cái giả của tất cả mọi người, thừa nước đục thả câu, họ biết hết. Thì đời này qua đời kia ba mươi mấy năm trời mình không thấy sao, người này qua người kia, có khi nguyên cả triệu đó la, rồi nó mất mẹ nó hết rồi sao đây. Cho nên tôi xin thành khẩn mình nói rằng mình nhớ làm gì nên cẩn thận. Bởi vì hiện tại bây giờ nó vẫn còn có những sự nghi ngờ, những sự buồn phiền nhau. Đừng có khơi lại những cái chuyện nó không đáng khơi, để qua đi. Rồi có những cái người mà không quên được thì để cho họ lần 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 họ đi. Còn cái tuổi trẻ này nè, mình làm việc với nhau qua một cái thời kỳ mà mình gian khổ, có lẽ như mình truy rèn trong lửa, nó trong sạch hơn. Chứ cái đám mà hồi mới qua thì người nào cũng tưởng tượng như mình ghê gớm lắm. Ở bên nhà làm trung sĩ y tá, qua nay làm trung tá y sĩ ở trơn, không biết làm chính trị, không chính trị hồi nào làm chính trị hết, không biết làm giáo sư hồi nào cũng xưng là giáo sư hết, khổ quá. Rồi thì đồng bào không biết đường đâu mà mò, mất đi cái sự tín nhiệm, mất đi cái yếu tố khả tín. Cái tập thể Việt Nam, nghĩa là quốc gia này ở đây đó, 37 năm qua làm không nổi sắc ra, không có lên được, là cũng là tại vậy. Không có lý lịch, không có quá khứ, không có gì di sản, không có cái yếu tố khả tính. Các em trẻ, nó học, nó hành, nó hiểu biết nhiều, nó cập nhật quá. Cỡ tôi là cái trường hợp hơi đặc biệt. Tôi làm nghĩa là ở ngoại quốc cho tới ngày tôi hưu trí rồi năm 2000. Tôi còn biết được, cập nhật được kiến thức, cập nhật được phương pháp. Vô hội nghị thì biết cách ăn, biết cách nói, điều khiển nhân viên là còn được. Bạn của tôi đi tù 17, 18 năm trời, 11, 12 năm, 4, 5 năm đi hát show qua đây, già rồi, không làm gì được, ăn welfare, làm gì được. Thì thôi thì mình đã ý thức cái đó, nói ra thì đụng chạm, tội nghiệp họ lắm. Họ là những người buồn phiền, giận dữ, vì họ mất mát hết mà. Phải nhớ cái đó, mất cả gia đình, mất cả con, vợ,
mất cả cái tư thế. Từ cái chỗ mình bình thường như vậy mà bỗng nhiên là mình là một cái thằng nghĩa là vô thủ vô thực. Mình nên thương, mình nên tội nghiệp, và mình nên năn nỉ những người đó. Hãy bớt giận lại, đừng có giận mà đổ trên đầu nhau. Giận đổ trên đầu cộng sản đó, tối ngày ông Diệm có cái gì mà tối ngày cứ kéo ông ra mà chửi bới, mà định công chuộc tội, mà nói rằng ông cũng tốt nhưng mà ông cũng xấu. Đâu phải cái lúc nó nói gì đó chiều đó. Nếu thì mình nói hoặc là Nguyễn Huệ, chứ không phải là Nguyễn Huệ thì cũng tốt đó nhưng mà cũng xấu đó, thì anh hùng nào nữa, mà hơn nữa làm chánh trị. Mà cứ tối ngày không biết mấy ông đó làm chánh trị như thế nào. Cái chuyện mới đây hôm qua hôm kia có một ông thầy nào đó không biết cứ nói vậy à, Ngô Đình Diệm á, ông đóng đinh trên đầu của một thằng cha tên gì đó X á, đóng đinh trên đầu nó tới nỗi tóc không mọc được. Tôi nói không đóng đinh nó lủng thì là tóc là mọc, cần gì tóc mọc, nó lủng đầu chứ, mà cũng nói được làm gì. Thí dụ như tôi nói, thí dụ như bây giờ ở đi ngoài đường bữa nay đó có một người Muslim mang the này kia nọ, gặp một người người nào đó là cảnh sát nó hành hung, cái đổ tội cho Obama, nó đổ tội cho Obama hả? Thành ra mình thấy nó vô lý quá, vô lý mà mình là ai mà tổng thống ông làm việc. Trời đất ơi, thì ông có người dưới, người trên, người này, người kia nọ, có cái cơ chế, có cái cơ cấu. Rồi tối ngày không biết tại làm sao mà lại dễ lên án, mà dễ nghĩa là buộc tội để làm cái gì. Thì tôi chỉ có một cách khác nghĩa để cho nó đỡ tức, mà tức nó không xây mũi dùi vô Hồ Chí Minh, cứ xây mũi dùi về người quốc gia mình à. Chửi bới ông Thiệu cho đã, chửi bới ông Hương cho đã, rồi đưa lên tưởng niệm cho đã, rồi chửi bới cho đã. Tội quá. Nếu giờ tỷ như tôi nói, thí dụ mấy người đó không có hoàn hảo, nhưng mà mình cũng phải thông cảm, ở vào cái hoàn cảnh đó có thể làm gì hơn chăng. Nếu mình ở vào hoàn cảnh của ông mình làm hơn chăng, thấy không đó. Thành thử ra vì vậy đó mà tôi chỉ nói thiết tha rằng thì là nên xét lại cái tư duy, cái thế của mình, cái sự hiểu biết của mình. Không biết thì giữ cột mà nghe, mình biết thì mình nói mình biết, mà đừng có nói lao nói xạo. Khổ quá, làm khổ cho đàn em, làm khổ cho con em mình, làm mất tâm mất tiếng cái tập thể với người quốc gia mình.